trên sông dài thuyền ngõ sang bao cô nàng mỉm cười xinh xắn. Thuyền em trôi vào ánh sáng hồng tươi những đèn hoa với bao màu xanh ngát hồn ta. Thuyền em trôi vào đêm vui. Ơi, ơi hò khoan, tiếng hát em vang cả dòng sông. Sông sông xanh xanh lên tình người, sông sông xanh xanh lên ước mơ. Thuyền em trôi vào bên lành xuôi mái chiều vui, bên thanh bình ta sống thành thơi. Làng quê ta hôm nay vui quá, rước em về trên chiếc thuyền hoa. Chân mang giày đau che khăn, đôi môi hồng mỉm cười tươi tắn. Chợ quê xưa thành phố mới, rước em về con nước mừng vui, rước em về cho bến nghỉ ngơi. Thuyền hoa ơi dừng đây thôi. Sang hồng tươi những đèn hoa với bao màu xanh ngát hồn ta. Thuyền em trôi vào đêm vui. Ơi ơi hò khoan, ơi hò khoan, tiếng hát em vang cả dòng sông. Sông sông xanh xanh lên tình người, sông sông xanh xanh lên ước mơ. Thuyền em trôi vào bến mới, bến yên lành xuôi mái chèo vui, bến thanh bình ta sống thành thơi. Làng quê ta hôm nay vui quá, rước em về trên chiếc thuyền hoa. Chân mang giày đau che khăn, đôi môi hồng mỉm cười tươi tắn. Chợ quê xưa thành phố mới, rước em về con nước mừng vui, rước em về cho bến nghỉ ngơi. Thuyền hoa ơi dừng đây thôi. Cho những người làm chương trình xin được gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các đồng chí lãnh đạo, các gia đình có mặt trong hội nghị hôm nay. Chúc cho hội nghị hôm nay thành công tốt đẹp. Và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình văn nghệ chào mừng với chùm ca khúc như sau. Một ca khúc quê hương sáng tác của nhạc sĩ Giáp Văn Thạch, thơ Đỗ Trung Quân do Nguyễn Thị Thanh và Tốc Múa biểu diễn. Hai ca khúc Giận Mà Thương, sáng tác của nghệ sĩ Trần Hoàng do Song Ca, Hoàng Nhân, Thanh Bình biểu diễn. Ba ca khúc hát văn Long Lanh Nguyệt Hồ do Hồng Sơn và Tốc Múa phụ họa biểu diễn. Bốn ca khúc Một Gia Đình Nhỏ, Một Hạnh Phúc To, sáng tác của nghệ sĩ Nguyễn Văn Trung do bé Khúc Gia Hân biểu diễn. Năm ca khúc Về Hà Tĩnh Người Ơi, sáng tác của nghệ sĩ Xuân Thủy do Hồng Năng biểu diễn. Sáu ca khúc
hay đến với Con Người Việt Nam Tôi, sáng tác của nhạc sĩ Xuân Nghĩa do Tốc Ca biểu diễn. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng thưởng thức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dân thì xa nhau đến ngang vàng rằm dần chẳng có mà thương rộng dài Thank you.
Văn nghệ đặc sắc đến từ Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Nhân Hòa và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ngọc Lâm. Kính chúc các anh chị em nghệ sĩ, diễn viên luôn dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc và đóng góp nhiều hơn nữa cho phong trào của địa phương. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa hội nghị. Gia đình là tế bào của xã hội, là môi trường quan trọng để hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người. Gia đình cũng là nơi bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, chống lại các tệ nạn xã hội, xây dựng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp kỷ niệm 18 năm Ngày Gia đình Việt Nam, thực hiện kế hoạch số 108 KHBTV ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hưng Yên về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Hành động Quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam năm 2019. Được sự nhất trí của Thường trực Thị ủy Mỹ Hào, hôm nay, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã tổ chức hội nghị tôn vinh gia đình, tứ đại đồng đường hạnh phúc và tổ chức đám cưới vàng, đám cưới bạc cho các gia đình hạnh phúc tiêu biểu năm 2019. Về dự, chỉ đạo, động viên và chia vui với hội nghị hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu và nồng nhiệt chào đón. Về phía đại biểu tỉnh, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Thị Ngọc Bích, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí lãnh đạo,
Ban chuyên môn cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Về phía đại biểu thị xã, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Vương Văn Đức, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã. Đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Quang Nguyễn, phó bí thư thị ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã. Đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí trong ban thường vụ, ban chấp hành thị ủy. Đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí nữ trưởng phó các ban, phòng ngành, đoàn thể thị xã, đồng chí phóng viên đài truyền thanh thị xã. Đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào mừng. Về phía đại biểu cơ sở, xin trân trọng giới thiệu các đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, phường, đơn vị, và đặc biệt là sự có mặt của 8 gia đình tứ đại đồng đường, 13 cặp vợ chồng đám cưới vàng, đám cưới bạc đến từ 13 xã thị trấn. Đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa hội nghị, rất vinh dự cho chúng ta hôm nay được đón các đồng chí lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, lãnh đạo thị xã về dự, chỉ đạo và động viên ngày hội. Sau đây, thay mặt ban tổ chức hội nghị, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Vương Văn Đức, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã lên phát biểu chúc mừng ngày hội. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Phạm Thị Ngọc Bích, phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hưng Yên. Kính thưa các đồng chí trong ban thường vụ thị ủy. Kính thưa các bác, các anh, các chị là các gia đình tứ đại đồng đường, gia đình được tôn vinh đám cưới vàng, đám cưới bạc. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, hôm nay tôi rất vui mừng phấn khởi cùng các đồng chí trong ban thường vụ thị ủy về dự hội nghị tôn vinh gia đình tứ đại đồng đường kỷ niệm đám cưới vàng bạc, các gia đình hạnh phúc nhân kỷ niệm ngày gia đình Việt Nam. Hội nghị diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa để tôn vinh, động viên các gia đình, mỗi cá nhân tiếp tục phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, xây dựng gia đình theo tiêu chí ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh. Thay mặt ban thường vụ thị ủy, trân trọng gửi tới các vị đại biểu khách quý, các gia đình tiêu biểu được tôn vinh và toàn thể quý vị đại biểu lời chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc, chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, ai đó đã từng nói, có nơi để về, đó là nhà. Có những người yêu thương, đó là gia đình. Có được cả hai, đó là hạnh phúc. Gia đình, hai tiếng thiêng liêng trong trái tim mỗi người, là chốn yêu yên bình và an toàn nhất trong cuộc đời mỗi chúng ta. Gia đình là nơi đầu tiên hình thành và nuôi dưỡng nhân cách con người. Chỉ có gia đình, con người mới có thể cảm nhận được tình yêu thương đó và sự bao dung vô bổ biến, một mái ấm hạnh phúc. Có lẽ đó là một ước mơ đời thường mà cũng sâu xa nhất của mỗi con người. Gia đình truyền thống là niềm tự hào trong quá trình phát triển của xã hội Việt Nam với các thế hệ gia đình tam tứ ngũ đại đồng đường, đã góp phần quan trọng trong việc gìn giữ những bản sắc văn hóa gia đình của dân tộc. Tại hội nghị tôn vinh gia đình tứ đại đồng đường hạnh phúc và tổ chức kỷ niệm đám cưới vàng bạc cho các gia đình hạnh phúc hôm nay, hội nghị rất phấn khởi được gặp gỡ 21 gia đình đại diện cho 13 xã phường thị trấn là những gia đình hạnh phúc tiêu biểu nhất trong thời gian qua. Trong đó có 8 gia đình sống chung 4 thế hệ, 5 thế hệ cùng một mái nhà. Có cụ năm nay đã gần 90 tuổi, vẫn rất khỏe mạnh, minh mẫn,
có 13 gia đình kỷ niệm đám cưới vàng, đám cưới bạc, trong đó có một cặp gia đình kỷ niệm 70 năm, hai cặp gia đình kỷ niệm 60 năm ngày cưới. Thay mặt thị ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam, hội liên hiệp phụ nữ thị xã Mỹ Hào, tôi xin chúc mừng 21 gia đình hạnh phúc tiêu biểu được tôn vinh tại hội nghị hôm nay. Trong thời gian tới, mong rằng các gia đình sẽ tiếp tục hưởng ứng tham gia tích cực các hoạt động, các phong trào về xây dựng gia đình, bảo tồn, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, bền vững của gia đình Việt Nam, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các gia đình, để góp phần thực hiện xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, Ban Thường vụ Thị ủy giao Hội Liên hiệp Phụ nữ, Phòng Văn hóa Thông tin, các ban ngành, đoàn thể thị xã, cấp ủy chính quyền các cấp địa phương tiếp tục quan tâm chỉ đạo và tổ chức các hoạt động tuyên truyền về công tác gia đình để hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò gia đình, kỹ năng sống, cách thức tổ chức cuộc sống gia đình và xây dựng mối quan hệ gia đình bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, các quý vị đại biểu cùng toàn thể các gia đình trong chương trình hôm nay. Kính chúc các đồng chí các gia đình hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Thay mặt ban tổ chức và các gia đình, xin trân trọng cảm ơn đồng chí Vương Văn Đức, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thị xã đã có ý kiến phát biểu động viên chúc mừng ngày hội. Kính chúc đồng chí mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, thừa ủy quyền hội đồng thi đua khen thưởng thị xã, tôi xin công bố quyết định khen thưởng các gia đình hạnh phúc tiêu biểu. Sau đây tôi xin thông qua danh sách của các gia đình được khen thưởng kèm theo quyết định. Một là các gia đình tứ đại đồng đường. Một, gia đình cụ Nguyễn Khái Hưng và cụ Nguyễn Thị Nhì ở tổ dân phố Yên Tập, phường Yên Hòa, thị xã Mỹ Hào. Hai, gia đình cụ Phạm Khắc Hào và cụ Phạm Thị Bầu, tổ dân phố Đọ, phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào. Ba, gia đình cụ Khúc Xuân Dung và cụ Nguyễn Thị Thục, thôn Dâu, xã Cẩm Xá, thị xã Mỹ Hào. Bốn, gia đình cụ Phạm Văn Hạnh và cụ Nguyễn Thị Phí, thôn Hòe Lâm, xã Ngọc Lâm, thị xã Mỹ Hào. Năm, gia đình cụ Nguyễn Đình Hiệu và cụ Bùi Thị Nhiễu, thôn Phúc Miếu, xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào. Sáu, gia đình cụ Nguyễn Văn Khâm và cụ Nguyễn Thị Ngát, tổ dân phố Văn Nhuế, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào. Bảy, gia đình cụ Vũ Đình Nghênh và cụ Đặng Thị Thường, tổ dân phố Nhân Vinh, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào. Tám, gia đình cụ Nguyễn Phan Thiết và cụ Dư Thị Hiên, thôn Xuân Bản, xã Xuân Dục, thị xã Mỹ Hào. Thứ hai là các cặp vợ chồng đám cưới vàng, đám cưới bạc. Một, ông Bùi Xuân Trại và bà Nguyễn Thị Điệp, thôn Đống Thanh, xã Hưng Long, thị xã Mỹ Hào. Hai, ông Phạm Văn Thôn và bà Phạm Thị Thập, tổ dân phố Rừng, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào. Ba, ông Lê Quang Bảo và bà Nguyễn Thị Huệ, tổ dân phố Nghĩa Lộ, phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào. Bốn, ông Nguyễn Văn Lựu và bà Nguyễn Thị Quất, tổ dân phố Vân An, phường Minh Đức, thị xã Mỹ Hào. Năm, ông Vũ Trịnh Mão và bà Cao Thị Yến, tổ dân phố Cộng Hòa, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào. 6. Ông Đào Đình Điệp và bà Nguyễn Thị Nhậm, thôn Thuần Mỹ, xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào. 7. Ông Nguyễn Văn Lệ và bà Trịnh Thị Điểm, tổ dân phố Nguyễn Xá, phường Nhân Hòa. 8. Ông Bì Văn Chiến và bà Trần Thị Trì, tổ dân phố Hoàng Lê, phường Phan Đình Phùng. 9. Ông Đào Văn Trọng và bà Nguyễn Thị Cảnh, thôn Vô Ngại, xã Ngọc Lâm, thị xã Mỹ Hào. 10. Ông Nguyễn Văn Việt và bà Phan Thị Nghìn, thôn Hiển Dương, xã Dương Quang, thị xã Mỹ Hào. 11. Ông Nguyễn Hữu Thuần và bà Nguyễn Thị Hương, thôn Xuân Đào, xã Xuân Dục, thị xã Mỹ Hào. 12.
ông Phan Văn Cao và bà Phạm Thị Lượt, thôn Bùi, xã Cẩm Xá, thị xã Mỹ Hào. Và 13 là ông Đỗ Văn Địch và bà Đào Thị Trinh, tổ dân phố Bến, phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào. Số tiền thưởng kèm theo cho mỗi gia đình là 420.000 đồng. Đề nghị hội nghị nổ một tràng pháo tay thật đồng nhiệt để chúc mừng các gia đình. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa các gia đình, có ai đó đã từng nói có một nơi là nhà, có người để yêu thương đó là gia đình, có được cả hai đó là hạnh phúc. Gia đình hay tiếng thiêng liêng trong trái tim mỗi người là nơi đầu tiên hình thành và nuôi dưỡng nhân cách con người. Chỉ có ở gia đình, con người mới có thể cảm nhận được tình yêu thương và sự bao dung vô bờ bến. Một mái ấm hạnh phúc, có lẽ đó là mơ ước đời thường nhất của mỗi người chúng ta. 28 tháng 6, ngày Gia đình Việt Nam, ngày tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam. Như lòng yêu nước, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù sáng tạo trong lao động, bất khuất kiên cường, vượt qua mọi khó khăn thử thách đã được gia đình Việt Nam gìn giữ, vun đắp và phát huy. Sinh năm 1933 và cụ bà Phạm Thị Bầu sinh năm 1932 tại tổ dân phố Đọ, phường Bạch Sam. Hai cụ sinh được 6 người con, 10 cháu và 18 chắt. Cụ ông Phạm Phát Hào là giáo viên dạy trường tiểu học Bạch Sam. Cụ bà tham gia xã hội viên tại hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp. Các con các cháu của hai cụ, người đang công tác tại hội đồng nhân dân, lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và là lãnh đạo một số phòng ngành ủy ban nhân dân thị xã Mỹ Hào, giáo viên một số trường học của thị xã. 14 chắt của cụ thì còn nhỏ đang đi học. Hiện cụ đang sống với con trai là Phạm Văn Hiên, một cháu nội hai chắt tại tổ dân phố Đọ, phường Bạch Sam. Gia đình cụ sống rất hòa thuận, đầm ấm, luôn gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của các cơ quan đơn vị công tác địa phương nơi cư trú. Gia đình nhiều năm đặt gia đình văn hóa tiêu biểu, ông bà cha mẹ mẫu mực, con Trung Hiếu, cháu Thảo Hiền. Và xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo sẽ tặng hoa quà cũng như trao giấy khen cho gia đình cụ Phạm Phát Hào. Tại các công ty
phẩm xá, gia đình phụ, sống hòa thuận đầm ấm. Nhiều năm liền đều được biểu dương là gia đình. Ba là cây nến vàng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vinh danh gia đình tứ đại đồng đường hạnh phúc. Xin trân trọng kính mời gia đình cụ Vũ Đình Ninh và cụ bà Đặng Thị Thường. Xin trân trọng kính mời cụ ông Vũ Đình Ninh tham gia tổ trưởng đội cấy kiêm xã đội phó, tổ trưởng đội sản xuất nông nghiệp, phó chủ nhiệm hợp tác xã, bí thư chi bộ thôn và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1956. Năm 2016, cụ đã được trao huy hiệu 60 năm tuổi đảng. Các con, các cháu của cụ hiện đang công tác tại đường sắt Hà Nội, Hải Phòng, lao động tại Nhật Bản và một số công ty doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Hiện nay các cụ đang sống với con dâu út, một cháu nội và hai chất nội. Gia đình cụ cùng các con, cháu, chất luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của cơ quan, đơn vị công tác tại địa phương nơi cư trú. Hàng năm đều được bình xét là gia đình văn hóa tiêu biểu, gia đình ông bà cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền. Và xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo sẽ trao giấy khen, tặng quà cũng như hoa cho gia đình cụ Vũ Đình Ngây. Để chúc mừng cho gia đình cụ Vũ Đình Ngây đã vinh danh là gia đình tứ đại đồng đường hạnh phúc năm 2019 ngày hôm nay. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời gia đình thứ 8 sẽ tiến lên trên sân khấu để được vinh danh gia đình tứ đại đồng đường hạnh phúc. Xin trân trọng kính mời gia đình cụ Nguyễn Phan Thuyết và cụ bà Dư Thị Hiên. Thưa quý vị, cụ ông Nguyễn Phan Thuyết sinh năm 1935 và cụ bà Dư Thị Hiên sinh năm 1938. Hiện hai cụ đang ở Xuân Bản Xuân Dục, Vĩnh Hào, Hưng Yên. Hai cụ sinh được 6 người con, một trai, 5 gái, có 12 cháu. 2 cháu nội và 10 cháu ngoại, 7 chất, 2 chất nội và 5 chất ngoại. Hai cụ đều trồng trọt tại địa phương, nay già yếu sống phụ thuộc vào con trai là Nguyễn Đức Thiện. 6 người con của hai cụ gồm con trai Nguyễn Đức Thiện tham gia nghĩa vụ quân sự năm 1992 đến năm 1995 xuất ngũ tại địa phương làm ruộng. Con gái lớn và con gái thứ tư làm ruộng và lấy chồng tại quê Sơn Dục. Con gái thứ hai, thứ ba và thứ năm làm ruộng lấy chồng tại xã Hưng Long. 12 cháu của cụ đang làm việc tại các công ty thuộc khu công nghiệp Nối B, khu công nghiệp Thăng Long 2 và làm ruộng tại quê. Các chất của cụ thì hiện vẫn còn nhỏ đang đi học. Hiện nay các cụ đang sống với vợ chồng, con trai là Nguyễn Đức Thiện, hai cháu nội và hai chất nội. Gia đình cụ luôn chấp hành mọi chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các quy định của cơ quan, đơn vị công tác tại địa phương cư trú. Gia đình cụ Nguyễn Phan Thiết đã được vinh danh là gia đình tứ đại đồng đường hạnh phúc ngay hôm nay. Và xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo và xin mời các đồng chí lãnh đạo chúng ta hãy cùng quay trở lại phía dưới ạ, để chúng ta tiếp tục chương trình. Đắc thọ đắc nhân tâm, xin trân trọng cảm ơn. Và để thay đổi không khí thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng quay trở lại với chương trình làn điệu chèo khúc hát tình yêu, soạn lời Đức Nghiêng theo điệu đường trường bến thước, biểu diễn Hồng Mai và Đỗ Phả. Ba hát múa lời Bác dặn trước lúc đi xa, biểu diễn Hồng Sơn và Tốt Múa. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.